không tham, không tham khó tàn ngũ tần. Tôi không mê nét đẹp lòng lấy giai nhân, tôi không mơ quyền quý cung son vàng, bào chúa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, dòng loa Tannoy thường nhận được những tình cảm yêu ái của người chơi audio ở khắp nơi, trong đó có những người yêu audio ở Việt Nam chúng ta. Và Tannoy cũng có rất nhiều những model thuộc những phân khúc khác nhau với mức giá thành khác nhau để cho chúng ta có thể liệu cơm gắp mắm. Và trong chương trình hôm nay xin tiếp thị đến các bạn một bộ cấu hình, các bạn có thể mua rời từng thiết bị. Các bạn thân mến, tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối gắp xin vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển. Ngoài ra, các bạn có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn vui lòng đăng ký theo dõi cả hai kênh để liên tục nhận được những video bổ ích mỗi ngày. Có rất nhiều những thiết bị với mức giá hợp lý tôi đưa lên cả hai kênh để cho các bạn lựa chọn. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là cặp loa Tannoy 638 sản xuất tại Anh Quốc. Đây là một trong những mẫu loa cây có hình dáng khá xinh xắn để chúng ta có thể bày biện tiết kiệm không gian. Cặp loa này cao khoảng 90cm với 3 driver. Dưới cùng các bạn nhìn thấy chính là một loa bass, ở phía trên là một loa chung lớn và trong lòng chung là một loa chép gọi là chép đồng trục. Cặp loa này như các bạn nhìn thấy, loa chung của nó ở phía trên khá lớn cho nên nó cho trường âm mở và sóng âm của nó mở ngay khi tỏa. Các bạn nghe Tannoy thường cảm thấy một sân khấu rất lớn trước mắt, đó chính là nhờ những đặc trưng đó. Và các bạn thấy là Tannoy thì dù ở bất cứ mẫu nào, model nào, ở phân khúc nào thì hãng đều sử dụng công nghệ tán âm sắc để làm cho âm thanh đem đến một cách trung thực nhất, giống như âm thanh của cuộc sống thường ngày. Dòng loa Tannoy này các bạn dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly trên thị trường, ví dụ như các dòng âm ly của Mazda 54, 64, 74, 84, 94 hay các dòng Luman như 55A, 58A, 68A, 80V, 85V, 309, vân vân. Các bạn thân mến, các bạn nhìn thấy trước mắt tôi đang ghép cặp loa Tannoy 638 sản xuất tại Anh Quốc này với âm ly Luman 309. Đây là một trong những dòng âm ly có chất âm cực kỳ đặc trưng, đó là âm thanh sáng lấp lánh. Các bạn có thể phối ghép vào với rất nhiều các dòng loa kể cả JB. Thì các bạn thấy tôi đang ghép âm ly Luman 309 này với cặp loa Tannoy, đó là Tannoy 638. Cặp loa thì có giá 17 triệu đồng, âm ly có giá 18 triệu đồng, một mức giá cực kỳ hợp lý để anh em dễ dàng sở hữu cả bộ. Và các bạn nhìn thấy một chiếc đầu CD, đó là đầu CD Denon 1650GL bản Limited. Đây là một bản phát hành với số lượng hạn chế trên toàn cầu. Các bạn thân mến, chiếc đầu CD này có cả khiển và giá của nó là 12 triệu đồng nguyên chiếc đầu CD. Cặp loa này thì cao khoảng 90 như các bạn thấy rồi. Đây là loa bass của nó đây, một loa chép nằm trong lòng gọi là chép đồng trục. Đây là loa bass, con này là loa chung lời. Ở phía sau nó thì các bạn nhìn thấy ngay đó là hai lỗ thông hơi. Thì hai lỗ thông hơi này sẽ giúp cho nó giải phóng kịp thời áp suất bởi quá trình hoạt động của loa và cũng như những cái sóng âm từ phía sau của màng loa sẽ được giải phóng ra ngoài. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới này thì các bạn thấy có đầy đủ các tính năng. Đấy, có tới 4 cọc, tức là nó có khả năng đánh bi dai và đánh bi am. Đánh bi dai, bi am thì các bạn thế nào là bi dai, thế nào là bi am thì tôi đã có video giải thích cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Và do dòng loa này các bạn thấy nó có hai lỗ thông hơi phía sau lưng cho nên các bạn kê nên bố trí xa tường tối thiểu khoảng 30cm gì đó thì các bạn sẽ thấy tiếng trầm nó rất là tốt. Và tôi nghĩ là một cặp loa sản xuất tại Anh Quốc lại dòng Tannoy đầy đủ 3 driver với mức giá khoảng 17 triệu đồng thì không còn lựa chọn nào tốt hơn cặp loa này đâu ạ. Chiếc đầu CD đó là 1650GL bản Limited, có cả khiển, nguồn điện 100V. Giá của nó là 12 triệu đồng, rất là nặng, nặng như chiếc âm ly vậy. Ở dưới thì các bạn nhìn rõ tình trạng của âm ly Luman 309 rồi. Dòng này nó sử dụng 4 sò như các bạn đã biết. Tiếng rất là sáng. Có rất nhiều các tính năng, giá chỉ 18 triệu đồng, nguồn điện 100V. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, thì tôi sẽ test thử cho các bạn nghe. Nếu như các bạn có nhu cầu mua, nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. We'll be right back.
không tham, không tham khó tàn ngũ tần. Tôi không mê nét đẹp lòng lấy giai nhân, tôi không mơ quyền quý cung tôn vàng, bào chúa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian. Thương quê hương hoa non thế kỷ điều tàn, thương quê hương thăng trầm chiến biến không nguôi. Lam Sơn ơi, hồn chí linh trong đằng, vạn kiếp hay hà hồi, những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm thương. Cho tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kinh, những chân thành ngọt lời chính nguyên, chính ban đầu tôi ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đăng trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho tình thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dài đốt đèn đọc sách đêm dài. Trầm chiến biến không nguôi, Lam Sơn ơi, hồn chí linh sông đằng, vạn kiếp hay hà hồi, những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn cha buồn phiền với niềm thương. Cho tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kín, những chân thành ngọt lời chính nguyên, tiếng ban đầu tôi ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đăng trình, cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho tin thêm ngày tháng xanh màu hoài, để lớp trai thơ dài đốt đèn đọc sách đêm.